Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi tháng 7 âm lịch của người tuổi Tuất, nguyệt lệnh rơi vào đất suy, báo hiệu tử vi tháng 7 năm 2018 tuổi Tuất trước vượng sau suy, tranh thủ đầu tháng tiến hành việc quan trọng. Tài vận có hiện tượng phá tài, mất mát tiền của hoặc phải dùng tiền vì người khác. Chi tiêu trong tháng cũng phát sinh nhiều khoản bất ngờ, cần dự tính chu đáo, phải tránh vay mượn. Công việc có dấu hiệu trì trệ, tinh thần làm việc xuống dốc, tiểu nhân vận nhiều, khó tránh họa khẩu thiệt thị phi. Tình hình sức khỏe vẫn đảm bảo, không có dấu hiệu mắc bệnh nghiêm trọng, chủ yếu là áp lực về tinh thần khiến cho thể trạng suy yếu. Chuyện tình cảm của tuổi Tuất trước thuận sau nghịch do vận khí giảm sút, nam nữ độc thân ít có cơ hội tìm kiếm nửa kia cho mình khi mà quá bận rộn với công việc và sở thích của cá nhân. Tử vi tuổi Tuất tháng 7 năm 2018 âm lịch sự nghiệp. Tử vi tháng 7 năm 2018 tuổi Tuất dự báo, nguyệt lệnh lâm suy, vận khí dần giảm về cuối tháng, nên tập trung giải quyết mọi việc vào đầu tháng sẽ thuận lợi hơn. Lúc này có tả phù hỗ trợ, nhưng sức mạnh cát tinh này không lớn, khó mà duy trì đến hết tháng. Tháng này công việc có dấu hiệu trì trệ, một vài hạng mục bị trì hoãn hoặc gặp trục trặc khi tiến hành, tinh thần làm việc xuống dốc. Tuổi Tuất ức chế, có thể nghĩ tới chuyện thay đổi công việc trong thời điểm này. Sự xuất hiện của thiên cẩu hung tinh hàm ý vận tiểu nhân vượng, họa thị phi khó tránh, mức độ cạnh tranh trong công việc cũng gia tăng, bản mệnh hành sự thận trọng, nói ít làm nhiều, tránh phiền phức đến mình. Khi tiến hành các thủ tục, giấy tờ hành chính, pháp lý, tuổi Tuất nên hết sức thận trọng, rà soát tỉ mỉ, chỉ một phút lơ là cũng khiến bạn phải trả giá rất đắt. Không những bỏ tiền túi ra đền mà còn vướng vào kiện tụng rắc rối. Tử vi tháng 7 năm 2018 tuổi Tuất âm lịch, tài lộc. Xem tử vi phương Đông, tài lộc của tuổi Tuất chưa có dấu hiệu tăng, trong khi đó hiện tượng phá tài lại khá rõ. Đã vậy, bản mệnh còn mất mát tiền của vì người khác, có thể là vì người thân, người yêu, bạn bè chứ đâu có được tiêu tiền cho bản thân mình. Tình hình kinh doanh, buôn bán khá ảm đạm, nguyên nhân chính là do dân gian coi tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn, là tháng hàng mã nên hạn chế chi tiêu, mua sắm, tình hình chung sức mua giảm sút. Bạn có biết tháng 7 cô hồn kiêng mua gì để tránh xui xẻo đeo bám không? Tháng này, nguồn thu nhập chính của bạn vẫn là chính tài nên tập trung làm tốt công việc hiện tại, không nên ôm đồm quá nhiều việc cùng một lúc. Thu nhập tăng không đáng kể mà hiệu quả thì lại không hề cao. Ngoài việc tiêu tốn tiền của cho người khác, tháng này tuổi Tuất cũng cần phải cảnh giác với những lời đề nghị hợp tác làm ăn hay đầu tư của người khác, tránh bị lừa gạt tiền bạc. Theo vì tình tháng, bát bạch gặp cửu tử ở trung cung, vị trí chính giữa ngôi nhà, nơi làm việc. Nơi đây cần được dọn dẹp sạch sẽ, bố trí đồ đạc gọn gàng. Nếu có vật nặng, gây tiếng ồn ào ở đây thì nên dịch chuyển sang một vị trí khác, tránh việc cản trở tài khí vào nhà. Tuổi Tuất cũng có thể đặt một quả cầu phong thủy ở khu vực trung tâm ngôi nhà, phòng khách để tăng cường nguồn năng lượng tích cực, tăng cường may mắn về tiền bạc cho gia chủ. Tử vi tuổi Tuất tháng 7 năm 2018 âm lịch, tình duyên. Tử vi 2018 sang tháng canh thân, chuyện tình cảm của người tuổi Tuất phát sinh nhiều vấn đề. Chuyện yêu đương lẽ ra là của hai người nhưng lại bị chi phối bởi quá nhiều yếu tố bên ngoài nên sẽ trục trặc khi bắt đầu. Đôi bên cần kiên nhẫn giải quyết từng vấn đề. Khi tình yêu đủ mạnh, nó sẽ giúp cho hai bạn vượt qua tất cả sóng gió. Ngược lại, nếu tình cảm chưa đủ, khó tránh việc đường ai nấy đi. Cả bạn và đối phương đều cần nhìn nhận lại sự việc theo chiều hướng tích cực. Cuộc sống không phải lúc nào cũng toàn màu hồng, sẽ có những lúc thăng trầm. Nhưng chính những điều đó là sợi dây gắn kết giúp tình cảm lứa đôi càng thắt chặt. Hãy biết ơn và trân trọng điều đó. Người độc thân ít có cơ hội tìm kiếm nửa kia cho mình khi mà quá bận rộn với công việc, sở thích cá nhân. Xem lịch vạn niên và vi tinh tháng, nhất bạch chủ đào hoa tinh bay vào hướng Tây, cùng tinh tương sinh nên đây được coi là khu vực vượng đào hoa. Trai chưa vợ,
gái chưa chồng nên đặt một lọ hoa tươi hay đặt những món đồ đôi có màu hồng, hình dáng tròn trịa tại đây để thu hút đào hoa, nhân duyên tốt lành sẽ tới. Tử vi tuổi Tuất tháng 7 năm 2018 âm lịch, sức khỏe. Nhìn chung, tuổi Tuất sức khỏe ổn định, hầu như không mắc bệnh tật nghiêm trọng. Có điều thời tiết thay đổi, lại thêm thiên cẩu hung tinh ảnh hưởng nên dễ bị ốm vặt. Cần chú ý dưỡng sinh, nghỉ ngơi để cơ thể nhanh hồi phục. Một trong những nguyên tắc dưỡng sinh theo đông y là xuân hạ dưỡng dương, thu đông dưỡng âm. Tháng 7 âm lịch, thời tiết từ nóng chuyển sang mát lạnh, dương suy âm thịnh, thời tiết khô hanh, vì thế dưỡng âm để phòng ngừa khô hanh cũng chính là để phòng ngừa bệnh tật. Về chế độ ăn uống, nên tích cực ăn chua giảm cay để dưỡng can và tỳ, phòng ngừa chứng viêm loét dạ dày. Về thói quen sinh hoạt, nên ngủ sớm dậy sớm giúp tinh thần bình ổn, tránh khí tiêu điều vào mùa thu, nên ngủ trưa để điều dưỡng tốt cho tim, làm khỏe tim, làm rủi ro bệnh tim mạch. Đừng bỏ lỡ tử vi hàng ngày để có được những lời khuyên hữu ích cho sức khỏe nhé. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Tuất. 1. Mậu Tuất, Mộc, Nam Kế Đô, Nữ Thái Dương. Khẩu quyết: sức khỏe thể chất và tinh thần đều bị hao tổn nghiêm trọng vì áp lực cuộc sống. Quý nhân: Mão, Dần, tiểu nhân: Thìn, Dậu. Màu sắc may mắn: xanh lá, đỏ. 2. Canh Tuất, Kim, Nam Thái Bạch, Nữ Thái Âm. Khẩu quyết: tiểu nhân ẩn trong bóng tối, bạn ở ngoài sáng, hành sự phải thận trọng. Quý nhân: Ngọ, Tuất, tiểu nhân: Sửu, Thìn. Màu sắc may mắn: trắng, vàng. 3. Nhâm Tuất, Thủy, Nam La Hầu, Nữ Kế Đô. Khẩu quyết: xem tử vi tháng 7 năm 2018 tuổi Tuất. Với riêng tuổi Nhâm Tuất là nam mệnh có sao La Hầu chiếu, cần phải đề phòng tai nạn xe cộ. Quý nhân: Ngọ, Mão, tiểu nhân: Dậu, Mùi. Màu sắc may mắn: xanh lá, trắng. 4. Giáp Tuất, Hỏa, Nam Kế Đô, Nữ Thái Dương. Khẩu quyết: hạn chế tiến hành những giao dịch lớn về tài chính để tránh rủi ro. Quý nhân: Ngọ, Dần, tiểu nhân: Dậu, Tỵ. Màu sắc may mắn: đỏ, tím. 5. Bính Tuất, Thổ, Nam Thái Bạch, Nữ Thái Âm. Khẩu quyết: chuyện tình cảm ảnh hưởng tiêu cực tới ý chí phấn đấu học hành, làm việc. Quý nhân: Thân, Mão, tiểu nhân: Thìn, Dậu. Màu sắc may mắn: vàng, ghi xám. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Đừng quên khám phá tử vi tháng 7 âm lịch năm 2018 của 12 con giáp, được cập nhật liên tục trên Lịch Ngày Tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.